Chị là chị nghĩ là em có cái máu điên, nhưng mà chị muốn á là nếu như mà chẳng hạn được cho em vào vòng sau á, chị muốn hết sự bình thường, không có người bình thường. Đấy là con người thật của người ta, em hiểu không? Cái công việc đơn giản thôi đúng không? Là để tiếp nhận một cái sự khác biệt của một người khác. Nó không đơn giản chỉ là cứ ngồi để hưởng thụ cái việc người ta an toàn và bình thường đúng không nào? Thỏ lên, nhảy lên đây. Thỏ nhảy lên đây. Nhảy với thỏ lên đây. Nhảy lên, nhảy lên đây, nhảy với thỏ. Phải nhảy cơ. Thỏ nhảy sao? Mình là thỏ, nhảy với thỏ. Bình thường thôi. Rồi, được rồi, đứng đó thỏ. Rồi, thỏ ơi. Dạ, dạ. Miêu, miêu. Ok, chắc thỏ là mèo. Ủa em không thỏ thì quéo quéo. Em không biết kêu tiếng thỏ. Thỏ ơi. Dạ. Thỏ thuyết trình về bộ trang phục của thỏ thì hôm nay được không? Thỏ sao có ấn bùa cái này nữa rồi. Đeo gấu. Thỏ thuyết trình về bộ trang phục của thỏ đi. Cái này là em cắt từ quần áo cũ á. Có nghĩa là thỏ nghĩ gì mà thỏ chọn bộ trang phục này á? Em đợt này em có 50 tuổi thì em thấy là đi làm thì nó mặc cái màu trắng này nó sáng ấy, nó nổi ấy, thì là em với cả em đeo tay thỏ thì em thử rất là các loại khác nhau, nhưng mà em đeo tay thỏ thì đi ra ngoài đường mọi người nhận ra em nhanh hơn. Tức là em phải có một cái tên gọi riêng đúng không, một cái nickname riêng. Thế nên là Hoàng Ân, mọi người gọi em là Honey. Cái tên là mực ong, tay thì tay thỏ, đeo thì đeo gấu, gấu teddy. Vâng ạ. Rồi xong rồi trên mặt là Võ Tắc Thiên. Cái này là em dùng mực em vẽ lên thiên. Oh no. Mỗi vẽ lên thiên. Là mỗi hôm em vẽ một cái. Vẽ lên thiên thôi à. Mỗi hôm em từ giờ em nghĩ em cứ vẽ lên thiên từ giờ. Em không lạ lắm với cả những cái mà kiểu thể hiện mình theo cái sở thích, nhưng mà cái sự mà để thể hiện chính cái bản thân mình, thể hiện chính cái khẩu vị hay là cái tư duy của mình, nó sẽ là điều khác so với cái sự copy. Anh sẽ ngay lập tức nói không khi đây là cái thứ mà em muốn làm khùng làm điên. Em copy của người khác để làm cho mình thành một cái cá thể khác đi, thì anh không có thích việc như vậy. Nhưng mà đây rõ ràng nó thể hiện đúng con người của em. Anh nghĩ là tại sao không, bởi vì anh, nhiều khi em cũng điên như thế này đấy, cũng cỡ này đấy. Chị nghĩ là em có cái máu điên, nhưng mà chị muốn á là nếu như mà chẳng hạn được cho em vào vòng sau á, chị muốn hết sự bình thường, không người bình thường. Và một cách tại sao lại không để cho bạn ấy sáng tạo xem nó sẽ như thế nào? Đấy là con người thật của người ta, em hiểu không? Cái công việc đơn giản thôi đúng không? Là để tiếp nhận một cái sự khác biệt của một người khác. Nó không đơn giản chỉ là cứ ngồi để hưởng thụ cái việc người ta an toàn và bình thường đúng không nào? Bởi vì hồi nãy là nên hỏi bạn là bạn nói là bạn không biết là bạn mình đồ giống ai, thì em cũng có thấy là ngạc nhiên. Nhưng mà cái style của bạn mình thấy là nó giống mấy bạn bên Nhật á. Nhìn vào thì lúc đầu nhìn hơi bị bất ngờ, hơi bị hoảng loạn chút xíu, nhưng mà nhìn kỹ hơn rất là cute, dễ thương. Và thầy cũng cho bạn một cơ hội. Cảm ơn ạ. Mời lên, lấy mời lên lên. Chị chị đang bị mìn của chị ấy đang bị hớt. Dạ. Thỏ ơi. Mèo. Thỏ chết rồi. Mèo. Hay còn hai chị nói chuyện với nhau bằng tiếng mèo đấy kìa. Mèo mèo. Mèo mèo. Mèo 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 mèo. Thỏ nhảy vô đi. Đừng có cười nữa. Rớt cái gì? Vietnam's Next Top Model. Đón xem series Vietnam Next Top Model Casting 19 được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2020 trên Facebook chính thức của chương trình và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/vnntm.